Huy hiệu giám mục của Đức cha Tân Cử Gioan Bautista Nguyễn Huy Bắc. Huy hiệu giám mục của Đức cha Tân Cử Gioan Bautista Nguyễn Huy Bắc. Khẩu hiệu được trích từ Tin Mừng theo Thánh Marco. Còn các tông đồ thì ra đi rao giảng khắp nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông, và dùng những dấu lạ kèm theo mà xác nhận lời các ông rao giảng. Marco đoạn 16 câu 20. Ý nghĩa tổng thể huy hiệu. Với một nền màu xanh chủ đạo, bao phủ núi rừng trùng điệp, là biểu tượng gần gũi của giáo phận Ban Mê Thuộc, vừa hiện diện giữa Tây Nguyên đại ngàn, vừa diễn tả một miền đất hứa quy tụ nhiều anh chị em dân tộc và di dân từ mọi miền quê hương Việt Nam. Huy hiệu minh họa và mở ra cả một cánh đồng truyền giáo bát ngát bao la, xanh thẳm một màu hy vọng. Chính Thánh Giáo Hoàng Phaolô VI khi thiết lập giáo phận Ban Mê Thuộc qua sắc chỉ Kinder Bernet Nodate ký ngày 22 tháng 6 năm 1967 đã gọi vùng đất này là giáo phận truyền giáo. Ba ngọn núi tượng trưng cho ba tỉnh gắn kết làm nên một giáo phận truyền giáo rộng lớn. Núi Lớn, tỉnh Đắk Lắk, quy tụ 1/2 số tín hữu của giáo phận. Hai núi nhỏ, tỉnh Đắk Nông và Bình Phước, nơi quy tụ 1/2 số tín hữu còn lại. Ba hình ảnh trung tâm được phối trí từ trên xuống dưới nhằm khắc họa tính khái quát cho ba nguồn mạch căn bản, đó là Thánh Thần, Thánh Thể và Thánh Kinh hay Lời Chúa, liên kết mật thiết với nhau nhằm diễn tả ý nghĩa cho khẩu hiệu có Chúa cùng hoạt động. Chim bồ câu với 7 tia màu phụ xuống biểu đạt cho sự hiện diện năng động và hoạt động hữu hiệu của Chúa Thánh Thần trong việc cử hành thánh thể, thực hành lời Chúa và trong đời sống đức tin. Nếu chúng ta sống nhờ thần khí thì hãy cùng nhờ thần khí mà tiến bước. Thư gửi tín hữu Galat đoạn 5 câu 25. Chén thánh và mình thánh. Quy chiếu về bí tích thánh thể vừa là trung tâm, vừa là chớp đỉnh của đời sống giáo hội. Tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Gioan đoạn 6 câu 57. Cuốn sách mở diễn tả Thánh Kinh, Lời Chúa là nền tảng và soi sáng đời sống cũng như hoạt động tông đồ của giáo hội. Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi. Thánh Vịnh đoạn 119 câu 105. Ý nghĩa huy hiệu. Từ làn gió Canh Tân đổi mới và trong bầu khí bừng dậy chan hòa sức sống từ Thượng Hội đồng Giám mục về hiệp hành, ước mong gia đình giáo phận cùng cất bước hiệp hành để sống đức tin và làm chứng cho Tin Mừng tình yêu nhờ nguồn sức sống của Thánh Thể với sự soi sáng của Thánh Kinh hay Lời Chúa và trong sự tác động của Thánh Thần. Ý nghĩa khẩu hiệu. Có Chúa cùng hoạt động. Domino Cooperante. Marco đoạn 16 câu 20. Khẩu hiệu được trích từ Tin Mừng theo Thánh Marco. Còn các tông đồ thì ra đi rao giảng khắp nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông, và dùng những dấu lạ kèm theo mà xác nhận lời các ông rao giảng. Marco đoạn 16 câu 20. Đây vừa là niềm xác tín, vừa là định hướng cho hành trình sứ vụ. Là niềm xác tín vì Chúa Giêsu đã phán: không phải chính anh em nói
mà là thần khí của cha anh em nói trong anh em. Matthew đoạn 10 câu 20 là định hướng, vì không có thầy anh em chẳng làm gì được. Gioan đoạn 15 câu 5 nhằm nhắc nhở và mời gọi thi hành sứ phụ cần khiêm tốn nhìn nhận sự bất toàn và giới hạn, để không ngừng tin tưởng vào sự hiện diện năng động và hoạt động hữu hiệu của Chúa